Hạnh xin chào ba cô chú chị các bạn. Giờ Hạnh đã đến nhà chú Cường. Ở đây là ấp Chương Nhân Dững, thuộc xã Thanh Hưng, huyện Nhân Quyền, tỉnh Kiên Giang. Có người chú ở Mỹ giấu tên á, tài trợ cho chú Cường 1 triệu đang có tiền để xây sở trong nhà. Rồi Hạnh mời ba cô chú chị các bạn vô nhà chú Cường cùng Hạnh nha. Rồi con chào chú ạ. Bé Trinh đâu rồi? Má thấy bé Trinh đâu rồi? Bé Trinh ơi. Rồi nhà thím ạ. Giờ này ăn cơm chưa chú thím? Mới dọn ra cho nó. Rồi bữa nay chú có bán vé số gì chưa? Chưa, chú bữa nay đi sửa xe ăn cái làm xe lại đàng hoàng mới đi chắc cỡ thứ sáu đi làm ạ. Khai trương ha. Lựa ngày khai trương mới được. Bé Trinh ăn cơm gì vậy bé Trinh? Đi kiếm mà đồng dơ đồng ga đang nuôi bé Trinh nè, cho bé Trinh đi học chú uống sữa đồ. Rồi cũng có người chú giấu tên ở Mỹ có tài trợ cho chú Cường 1 triệu tặng chú Cường làm vốn gì đấy ha. Rồi vốn thêm tặng mình mua bán vé số thêm cho nhiều một chút ha. Đây là 1 triệu của người chú ở Mỹ giấu tên. Chú Cường cảm ơn người anh ở Mỹ giấu tên là được rồi. Cảm ơn người tài trợ anh giấu tên đó, cho tài trợ được tôi được 1 triệu này làm vốn. Rất thành thật cảm ơn. Dạ, rồi chú có sửa xe thì cũng lấy số tiền này chú sửa đi. Rồi còn số tiền dư thì mình bù vô mình bán cái số thêm cho được nhiều thì có tiền lời hơn hết chú. Rồi nhà chú Cường không gầy mưa còn có giọt gì nữa không? Có tạt nữa không thưa chú thiếu? Hết giọt, hết tạt. Vậy là khô gác sạch sẽ rồi ha. Không gầy, dạ. Nhờ nhà tài trợ cho được rồi giờ là êm ấm rồi. Dạ không bây giờ được, chú chỉ lo làm ăn thôi, lo mình kiếm số vốn. Bây giờ mình bán cái số đi. Bán cái số 7. Dạ, kiếm ít tiền rồi mình trang trải hàng ngày được rồi chứ mình dắt vật liệu hoài cũng không nổi đâu ha chú. Vậy thì ngày giao vật liệu á thì chú đi giao, còn ngày nào mà chú không có giao vật liệu á thì chú đi bán vé số kiếm tiền phụ vợ trong nhà một hai lon gạo vậy đó. Đúng rồi, bây giờ ngày nào mình cũng có thu nhập trơn, nó không có nghỉ đó. Bây giờ nếu mà có vật liệu giác thì người ta kêu thì mình sẽ làm phụ được một ngày nữa nè. Rồi ngày nào trống thì mình sẽ đi bán vé số, là không có còn sợ bắt bên mà hàng ngày làm ngày không. Đúng rồi. Dạ thu nhập đều là sống cuộc sống chắc cũng ổn ha chú. Chắc cũng tạm tạm được. Dạ. Yeah. Có nguồn tài trợ của anh giống giấu tên này cũng thật thật cảm ơn người quá có mới vốn. Dạ. Yeah. Rồi giờ Hạnh cũng thay mặt nhà chú Cường cũng cảm ơn người chú ở Mỹ giấu tên. Chúc chú luôn luôn được dồi dào sức khỏe và luôn luôn vạn sự bình an. Rồi con xin phép chú thím con về luôn chú thím ơi. Cảm ơn. Dạ. Yeah. Chúc chú thím nhiều sức khỏe nha. Về ngay bé Trinh. Vì ra tới ngoài đây làm gì rồi? Hạnh xin chào chú và các bạn. Giờ Hạnh đã đến nhà của chú Tùng rồi. Đây là khu phố 6 thuộc thị trấn Nhân Quyền, tỉnh Kiên Giang. Mạnh thường quân ở nước ngoài có hỗ trợ tiền cho chú Tùng đang đi mua thuốc uống chứ có khi thì đi khám bệnh ở bệnh viện á, có đồng vô đồng ra. Rồi Hạnh mời ông bà của chú chị các bạn vô nhà cùng xem gia cảnh của chú Tùng với mẹ chú Tùng nha. Rồi con chào ông ạ. Ông có nghe con nói không? Hả? Có nghe con nói không? Không. Ông nghe gì trơn hả? Thấy cái miệng nhấp nhấp là biết rồi. Vậy hả? Nhà ông ở đây luôn hả? Hả? Nhà ông ở đây. Ông là cha chú Tùng hả? Hả? Ông là cha chú Tùng hả vậy? Cha của ông Tùng. Dạ, rồi con chào ông, con xin phép ông vô nhà nha. Rồi con chào bà luôn. Dạ, chào con. Chào chú Tùng. Sáng bà làm gì vậy? Ăn cơm chưa vậy bà? Chưa, sáng đi mất qua làm giấy cho cái con nhỏ em nó chưa có mới vừa vừa tới. Dạ, rồi con có thấy ông ngoài con hỏi ông với ông không nghe được gì chứ nghe nhét nhét cái miệng con thôi à. Hồi đó ông cũng bệnh, rồi đi chích cái sao làm cái mặt cái không nghe luôn tới giờ. Rồi ông cũng không biết gì luôn, ông lội đi vậy hả? Ngày con không thấy ông? Thì đi vòng vòng ở ngoài hoài vậy đó. Đi có ngày luôn ha. Rồi dạ. Bà về săn sóc hai người luôn chú Tùng với ông. Hồi trước thì Tùng nó ở trên chùa. Dạ, bà làm cái gì vậy? Bà làm cà phê. Làm cà phê uống lấy thảo với tôi chứ. Dạ được rồi, con có đem nước theo rồi. Bà lo con chuyện đi, vô con hỏi thăm một chút xíu đi. Thôi để làm miếng cà phê uống đi, lợi hoài không có uống nước gì chứ. Dạ con cảm ơn bà luôn. Rồi chú Tùng không gầy khỏe hả bà? Dạ hôm nay cũng khỏe, đi lãnh thuốc bệnh viện uống thêm á. Dạ. Được cái thầy cũng người cũng khỏe. Mình lãnh thuốc có tốn tiền nhiều không? Dạ không, mà ở đây có bảo hiểm nhà nghèo quá. Nghèo rồi mình chỉ tốn tiền ăn với tiền uống. Dạ, đi tới lui ha. Đi thôi. Còn mình ăn thì thí dụ mình
cặn gì mình ra ngoài mua thì mình đúng tiền, còn không cũng có cơm từ thiện ở bệnh viện đó con. Cũng đỡ phần nào ha. Dạ, dạ. Dạ. Rồi về nhà thì mình phải mua đồ ăn này kia. Dạ, mà nói chung thì nó ăn tương nó cũng không có gì để ham. Dạ. Ăn đơn giản thôi. Dạ đúng rồi, vậy dạ. Là chú Tùng ăn tương từ đó giờ luôn. Cũng phải dạ. Mua thay đổi ha bà ơi, dạ, để dạ. Ăn hoài cũng ngán đó. Nói chung nó mua 50 ngàn là nó ăn dạ. Được. Dạ. Đơn giản chứ. Cái chân của chú Tùng nó bị gung gì đó hả? Gì đó hả? Nó giật gì ha? Chắc cũng bị cái dây kinh nào hay gì nó mới giật vậy đó. Bây giờ nằm giống với bằng đêm nằm trên vàng là trên giá trên vạt là không được. Nó nhất không ngủ được. Dạ. Dạ, rồi xuống dưới giỏng nằm như cái giỏng nó mềm với nó cong. Dạ. Ngày nào bà cũng kè chú Tùng đi đằng cho chú Tùng dạ. Đi lại rồi ha. Dạ. Cũng tập cho nó tập đi. Tập đi dạ. Dạ. Chứ để ngồi vậy hoài cũng không chịu nổi. Dạ. Rồi bác sĩ nói cái như là mình tập đi thì từ từ sẽ đi được không vậy bà? Bác sĩ không có nói, bác sĩ bữa hôm nằm viện thì bác sĩ nói giờ điều trị cái bao tử với dạ dày thôi, còn sức khỏe thì ăn uống đồ vô uống thuốc đồ thêm, chứ còn bây giờ tay biến vậy là không có đi được nữa rồi, liệt luôn rồi, bác sĩ nói như vậy. Mà bữa hôm tôi xin chụp hình mà bác sĩ không cho, bác sĩ nói liệt luôn rồi chụp chi nữa. Yeah. Tại vì nhất cái chân bên kia kìa, rồi muốn chụp hình với kiểm tra bao tử ổng yeah. Mà chú Tùng thì ăn lạc ăn tương thì cũng đâu có sức khỏe gì nhờ, dạ. Nhiều đâu, chỉ ăn được cháo thôi, cháo trắng thôi ạ. À. Tại vì nó không ăn được đồ mặn. Dạ, không dạ. Chứ không phải là mình không cho ăn. Dạ đúng rồi, dạ. Nên sức khỏe cũng yếu, không dạ. Có được mặn như người. Tôi mua sữa này nè, 260. Dạ, 260 một hộp và cho uống thì thấy cũng đỡ đỡ. Với cái mà đường ruột giờ nó cũng tạm ổn, nên ăn cháo dạ. Được, chứ dạ. Lúc trước không ăn được. Uống dạ. Sữa này bà bỏ vô nó sẽ có sức đề kháng hơn. Dạ đúng rồi. Này sáng cái cho uống với lại lúc bụng đói thì cho uống. Cái giờ của chú Tùng, giờ con đẩy chú Tùng ra ngoài trước chút nha. Đẩy Tùng sao con không có gành cái xe này, như là chú Tùng gà lại rồi hả? Con gà làm sao vậy Tùng? Gà làm sao đó con mở cho mày kéo ra. Ấm con mở con gà sao? Rồi nè nè nè. Cái đường đi này của chú Tùng thì đẩy ra khó. Mà nếu có mạnh thường quân nào giúp đỡ số tiền thì bà có thể làm cái đường đi này cho chú Tùng được không vậy bà? Dạ được. Làm đường đi này nè cho chú Tùng đẩy cái đường người tới ngoài lộ luôn đó, đặng cho nó dễ dạ. Đi ra ngoài thất thoáng do thoáng mát á, đặng dạ. Hít thở không khí ở ngoài trong lành hơn. Dạ. Chứ ngồi trong đây thì nó bịt quá rồi nó sẽ nghẹt dạ. Không có thở không rồi bà lấy có một ở dưới chợ gạo á, mà tôi thì chưa biết, mà cái xe từ thiện ta giới thiệu là xuống dưới trị bệnh người ta bấm nguyệt gì đó với dạ. Lại người ta hút thuốc nam cho mình uống, mà người ta từ thiện. Giờ mình chỉ lo tiền xe đi thôi. Xe xa không vậy bà? Ở chợ gạo Mỹ Tho á. Ồ, quận Mỹ Tho. Dạ. Rồi đi với Tùng đi rồi xe tới chỗ luôn không? À, bây giờ chắc mình không có tiền thì mình đi xe đò tới chỗ cái lại rồi mình xuống rồi xe từ thiện lại rước. Đúng ra người ta lại rước tới nhà, nhưng mà người ta không có ăn tiền gì trơn, đổ xăng người ta cũng cho uống nước, người ta cũng không chịu uống. Thành ra tôi cũng ngại. Cái tôi nói thôi giờ tôi mới với xe tôi đi lên đó rồi chú rước cho nó gần. Để từ ở trên Tiền Giang chị xuống đây cũng xa lắm. Mà tôi từ thiện. Mà bây giờ bà đi với chú Tùng thì đi lên xe thì khó khăn, là chú Tùng không đi được rồi bà đi chắc cũng cực, là nghe đây tới chảnh ngày kia cũng cực. Thì cực mình cũng gán, tại vì chuyện của mình bắt người ta chạy đường dài xuống đây mình rồi. Cũng ngại. Dạ. Hôm rồi đưa về cái chịu tiền xăng ta cũng không chịu, đi dọc đường uống ly nước ta cũng không chịu nữa. Dạ. Rồi mình thấy người ta rồi, cực rồi người ta nói là chú Tùng sẽ chăm cứu với uống thuốc nam sẽ đi lại được hả bà? Nghe cái chú đó thì chú cũng dạng bên từ thiện bên đó, bà biết, ý là chú biết sư cô bên đó đó. Yeah. Rồi sư cô nói chở qua đó đi rồi bấm nguyệt với lại... Cái lưng của chú Tùng nó cũng cong luôn ha. Dạ, bấm nguyệt với làm cái gì đó, rồi thời gian có thể đi được. Dạ, nói vậy đó. Nghe nó cũng dạ. Mừng ha bà. Ừ, nghe nói vậy cũng mừng nên... Dạ, bây giờ phải gán đi bà ơi, bây giờ dạ. Cũng có mạnh thần quân hỗ trợ dạ. Cho chú Tùng một số tiền bạn... Dạ. Mua thuốc uống hàng ngày với trang trải cho bà. Nếu bà nói vậy thì phước tiền này sẽ bà sẽ có tiền đi lần chở chú Tùng lên trên kia đặng trị bệnh ha. Dạ. Ăn uống rồi đó. Dạ. Bây giờ con cũng sẽ trao số tiền này. Con đọc trước đi nha. Bây giờ cô chú giúp đỡ thì tôi cũng cảm ơn cô chú, rồi tôi cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình tôi. Chứ bây giờ đi cũng tôi ở cũng thôi cũng khó quá. Dạ bây giờ con sẽ đọc qua Mạnh Thường Quân trước tiên. Cũng có Mạnh Thường Quân ở ngoài dưới Việt Nam hỗ trợ tiền cho chú Tùng đi trị bệnh. Tại vì bà nói lên chỗ trị bệnh thì xa, rồi bà cũng không có tiền chi phí, và cũng có giờ có chi phí đặng đi tiền xe với ăn uống rồi. Rồi giờ trước tiên là anh Hoàng hỗ trợ cho chú Tùng 1 triệu.
rồi nhóm áo trắng bên Mỹ hỗ trợ 4 triệu, chú Đặng Văn ở Mỹ hỗ trợ 3 triệu, vợ chồng anh Trong Nguyễn với chị Út hỗ trợ 500.000 đồng, chú ở Mỹ giấu tên hỗ trợ 1 triệu, tổng số tiền là 9.500.000. Dạ. Rồi giờ Hạnh cũng thay mặt gia đình chú Tùng cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều, chúc những anh chị với cô chú được dồi dào sức khỏe và luôn luôn thành công trong công việc, lúc nào cũng bình an và mạnh khỏe. Rồi giờ con cũng xin phép kể cho bà nha. Dạ, tôi cũng là mẹ của chú Tùng. Bây giờ chúng xin cảm ơn các Mạnh Thường Quân ở trong nước ngoài nước đã có lòng giúp đỡ cho con tôi trong thời gian bệnh tật, tôi rất là cảm ơn. Chúc mọi gia đình được nhiều sức khỏe, bình an, vạn sự. Cảm ơn tất cả các chị Thường Quân. Giờ chuyển mưa con thấy tối quá rồi nè. Dạ. Giờ con đếm số tiền nha. Dạ. 1 triệu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.500.000 đồng. Dạ. Bà kiểm lại giùm con nha. Dạ thôi được rồi, tôi cũng cảm ơn con, cảm ơn chú nhiều. Rồi còn số tiền này thì bà đi trị bệnh cho chú Tùng ha. Rồi còn dạ, số tiền ấy thì bà làm cái đường đi cho chú Tùng. Dạ. Đặng chú Tùng đi ra ngoài cho nó thoáng mát ha bà. Dạ dạ, để đi xong rồi về mới có làm được. Rồi cảm nghĩ của chú Tùng sau khi được Mạnh Thường Quân ủng hộ cho chú Tùng số tiền đặng đi trị bệnh với có đường đi sạch sẽ nè chú Tùng. Tỉnh Tùng cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân ở trong nước và ngoài nước để giúp cho tôi cho tiền để đi trị bệnh. Tôi cảm ơn các vị Mạnh Thường Quân có lòng hậu tâm để giúp đỡ cho tôi. Ờ, chú Tùng xúc động khóc luôn. Chú Tùng chắc là đó giờ không cũng nhận số tiền này lớn quá, chắc của chú Tùng dạ, xúc động ha. Dạ, hồi nhỏ thì đi chùa ở tới giờ. Dạ, bây giờ mà được Mạnh Thường Quân thương yêu giúp đỡ chắc chú Tùng cũng cảm động hết chú Tùng. Dạ, bây giờ bệnh tật thì... thấy dạ, Mạnh Thường Quân thương yêu chú đó rồi chú cũng cảm động rồi nên chú cũng khóc rồi. Dạ, chú nói chuyện cũng hết lên lời rồi, cái giò chú thì cũng bị nó giật gì nè nên cũng đi khó khăn lắm, tập đi khó khăn. Dạ, nói chung có xe này thì ngồi xe nhiều hơn. Ngồi xe nhiều hơn hả bà? Dạ, dạ, cũng nhờ đẩy vào ngoài đó cho thoáng mát bớt. Rồi giờ Hạnh thay mặt nhà chú Tùng cảm ơn anh Hoàng ở thành phố và dưới nhóm áo trắng ở bên Mỹ và chú Đặng Văn ở Mỹ rồi vợ chồng anh Trong Nguyễn và chị Út rồi chú ở Mỹ giấu tên. Hạnh xin chúc tất cả được dồi dào sức khỏe và luôn luôn thành công trong công việc. Rồi video của Hạnh đến đây kết thúc. Hạnh cảm ơn bà cô chú chị các bạn trong thời gian qua ủng hộ kênh Bến Hạnh Miền Tây. Hạnh xin chúc bà cô chú chị các bạn được nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi xin phép dạ, bà xin với chú Tùng con về luôn nha. Dạ, chúc dạ, chú Tùng mau bình phục nha chú Tùng. Dạ, dạ, rồi xin phép bà luôn con dạ, chúc cả nhà mình luôn luôn bình an nha. Dạ thôi tôi cũng chúc cô chú được nhiều sức khỏe để dạ, con thì cũng bị cảm nên con nói chuyện thì nghe cũng không dạ, rõ không. Dạ. Ừ, cô uống miếng nghe cầm nước đi rồi hãy về. Cô dạ chú dạ uống dạ. Nước với, dạ tôi đi rồi. Bây giờ làm ba thì tôi cảm ơn chứ tôi không có ngày trả ơn cô chú đâu.